Phun môi này cái giá 1 kiểu 300.000 đồng. 1 kiểu 300.000 đồng. Về nguyên tắc phun môi thì màu dày là không bao giờ có màu tươi. Mình đi khoảng 2 lớp nhé cả nhà, đi 2 vòng là đẹp nhất. Rồi sau đó mình đánh ở trong lòng 3D một tí xíu là xong nha. Bởi vì khi mà cái môi đi quá nhiều lớp thì nó nát hết á. Ví dụ như cái môi này là chứa đựng khoảng 1.000 hạt mực. Nhưng mà khách hàng bảo chị Mai ơi bây giờ là chị phải giúp em đi em cho nó đầm đi. Thì nếu mà người chuyên môn không có thì người ta sẽ đi vô 2.000 hạt mực, thậm chí đi 3.000 hạt mực. Thì khi này cái lượng hạt mực nó nhiều quá, nó chen nhau thì chắc chắn là cái môi nó dày màu, đỏ bầm bầm bạc chào. Cái môi nó không còn tươi nữa. Khi mà cái màu dày cồm rồi thì chúng ta phải hút màu bằng laser. Cái môi mà đi nhiều lớp á là mình già lui ra tới nó bét hết màu. Có nghĩa là chúng ta đào, chúng ta xới nó thì mới bị nước mô. Nếu mà chúng ta làm môi mà chúng ta bị nước mô thì có nghĩa là kỹ thuật đó không chuẩn rồi, màu mực đó không chuẩn rồi. Cái màu mực của Marisa xìn tới cái mức độ mà lướt kim trên da, kim những cái hạt mực vào đúng từng da thì tạo ra những cái hạt mực siêu nano, siêu bám nha. Mình phun môi xong á nó tự nhiên nó đẹp như thế này. Mai tắt đèn cho cả nhà thấy nha. Mai tắt đèn cho cả nhà thấy nha. Cực kỳ đẹp luôn. Đây. Đó thì cái môi là sắt xong rồi và hoàn toàn không có sưng và nó khô ron nha.